Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì channel của mình là một channel về mình chia sẻ về cuộc sống của mình, về cái sở thích của mình, đó là bộ môn nhiếp ảnh và cuộc sống thường ngày của mình thôi. Nếu các bạn có thích xem những cái thể loại này thì các bạn subscribe cho channel của mình cùng mình chia sẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.